Welcome back to my channel Lubu Life Vlogs. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món là tối nay mình sẽ ăn gì nha. Thì nói chung là hôm nay là mình nói chung là một ngày rất là bận rộn các bạn. Thì đi làm về xong rồi bắt đầu đi về tới nhà xong rồi thay đồ, đi là thay đồ tắm rửa xong rồi là phắng đi tập yoga luôn. Xong rồi nói chung là mình đi học tiếng Anh nữa, xong rồi cái bắt đầu đi về đây tới nhà là 9 giờ mấy rồi ta, 9 giờ mấy luôn rồi, gần 10 giờ luôn rồi. Bắt đầu mới ăn, đói bụng quá, tưởng là ở nhà là còn đồ ăn, ai về hết luôn. Xong rồi còn có canh không à. Xong rồi hâm rồi canh lên trên nóng, xong rồi lấy ly mì gói. Ly mì gói hảo hảo các bạn, xong rồi chế vô. Trời ăn ngon dã man ngon luôn. Tại vì sao các bạn, đói quá là ăn cái gì vô là cũng ngon hết. Và ăn xong nó đỡ cái cơn đói rồi thì bây giờ mình làm một cái snack, tức là mình làm một cái món ăn dặm buổi tối cho mình ha. Đó là cái gì ha, và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem nha. Đây là banana chuối đó các bạn, chuối sứ là mình mới lột ra hai trái nè. 2 banana squid chia, hạt chia nè các bạn, cái này hạt chia nha, cái này hạt chia đầu đây, hạt chia đó. Hạt chia thì nó giống hạt é vậy các bạn, nhưng mà nó không có, khi mà ngâm với nước nó sẽ nở ra, nhưng mà nó không có nở dạng là nó tu ra giống cái hạt é đâu nha. Nó nở cái hộp nó cũng vẫn là tròn, nó tròn tròn á. Thì cái hộp này thì như mình đã nói những cái video hồi bữa rồi, nhiều video rồi các bạn, tức là hạt chia nó nhiều omega 3 gì đó. Tự nhiên nói cái đó là hay bị lộn lắm. Không nhớ. Cái gì mà nó có trong cá hồi á các bạn, nhiều quên à. Cái gì omega 3 gì đó, omega 3 đúng không? Nửa lộn nữa rồi đó. Thì tức quá, cái này mà nói không được. Mới nói được xong bây giờ nó lộn nữa. Thôi bỏ qua. Rồi bây giờ ơi. Trời ơi, chứ đổ tùm lum ra rồi. Và thứ hai là mình sẽ đổ sữa vô các bạn, sữa tươi. Thì mấy cái sữa tươi kia hết rồi, cái này là sữa của cháu mình, xong rồi chị mình mua xong rồi để dành cho nó, xong rồi tối chôm hai hũ. Đó, chôm hai hũ xong rồi bỏ vô đây. Rồi mình sẽ có được một món ăn dặm buổi tối. Nói chung là nhìn là rất là bổ rồi các bạn, nhưng cũng rất là ngán nha. Cái chuối này nó rất là ngọt các bạn, chuối này chuối nhà đó. Tóc nó dính quá. Chuối nhà xong rồi cái mà cái mùi này nhìn nó bự nè, đó. Nhưng mà sữa này nó ngọt nè, nó chín, chuối này nó ngọt lắm luôn á, chuối sứ mà các bạn. Ôi. Xong rồi bây giờ chế sữa vô, sữa này cũng ngọt luôn, hai cái ngọt gặp ngọt rồi ngọt ngay luôn. Nhưng mà không sao, để ăn lỡ đỡ đi. Đỡ đi ha. Rồi. Đổ vô. Đó. Rồi. Đó, có sữa, có nước vô rồi các bạn, thì nó sẽ cái hạt chia này nó sẽ nở ra nè. Rồi chắc là mình sẽ bỏ trước một hộp đi. Ăn như thế nào rồi mới đổ tiếp theo. Đó, giờ nó dính tùm lum những nghe rít rít tới nè. Ok, và để cái này qua một bên, để qua bên này. Đó thì mình sẽ có món chuối trộn với lại sữa tươi, trộn với lại hạt chia. Đó thì được như đây ha. Thì bây giờ mình sẽ trộn lên, nói chung là sẽ dầm lên các bạn. Hạt chia á nè, hạt chia thì đó, đó bạn, các bạn thấy không, một nửa là nó thấm sữa rồi, bắt đầu nó nở ra một nửa chưa nè ha. Đó. Cái này phải quậy lên để hạt chia nó, để nó dính tùm lum tính thành cục. Đó, mình sẽ quậy hạt chia lên cho nó đều, xong rồi nó mới nở ra.
xong rồi chuối mình sẽ dầm ra. Rồi ăn cái này là chắc mập lắm luôn á, nhưng mà chuối cũng rất là bổ các bạn. Thì nói chung là tại vì khi mà mình đi làm á, cũng ăn rất là ít các bạn. Sáng mua cục xôi theo ăn, tại vì do một cái thói quen là đi rất là trễ. Nói chung là dạo này đi cũng được, chứ không đến nỗi là trễ lắm, nhưng mà mình sẽ chọn cái món nào nhanh gọn có thể ăn, đó là mua một cục xôi vô vừa làm vừa ăn đó, ăn chắc khoảng 50 phút gì đó là ok. Nhưng mà ha, bắt đầu trưa bắt đầu đói meo râu luôn. Nhưng mà ở công ty thì nhiều khi thì cũng có bánh người ta cho đâu đó, chia ra văn phòng đồ chia ra đâu đó đó, ăn cũng rất là vui, cũng rất là ấy. Nhưng mà nói chung là như là chỉ bánh đâu không à, ăn đâu có no đâu các bạn. Xong rồi trưa đúng tới giờ nghỉ trưa mình mới được ăn cơm trưa, xong rồi cái chiều về mới được ăn nữa. Thì nói chung là khi mình đi làm mình ăn rất là kiểu dạng là hạn chế ăn hơn ở nhà. Còn ở nhà ha, đi ra đi vô bắt đầu kiếm tủ lạnh, kiếm cái gì để ăn gì đó, cho nên ăn rất là nhiều, y như là tạo thành một cái thói quen đó các bạn. Xong bắt đầu đi làm cái ăn dạng là cứ theo đúng giờ giấc vậy á, chứ mình đâu có được mà ăn luôn mồm luôn miệng như vậy đó các bạn. Nhưng mà thực ra đó, khi mà các bạn đi làm các bạn ăn cảm giác rất là ngon các bạn, tại vì hay ăn lén rất là ngon ha. Y như là nói chung là ở đó thì người ta cũng không có khó gì hết, nhưng mà trong cái giờ ăn thì mình đâu có được dạng là ăn mà đứng mà ăn mà dạng tự do thoải mái được đâu các bạn. Thì nói chung mình ăn mình cũng phải nhìn ngó đâu đó để bắt công người ta nói này nói kia ví dụ vậy, nhưng mà ăn vậy cũng vui các bạn. Với lại khi mà ăn vậy bắt đầu ăn chung mọi người đồ ăn chung đó vậy đó cũng vui, để nói chung vui. Còn ở nhà thì ăn liên miên, nhưng mà ăn một mình đâu có vui đâu các bạn. Nó y là nó sẽ mau ngán á, kiểu như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ dầm ra ha. Đó, thì cho nên là đi làm mình y dạng là ăn cũng ít ăn á, xong rồi bắt đầu chiều giờ bắt đầu nó thèm tùm lum tà la hết luôn. Thèm đủ thứ món hết, gặp đói bụng nữa. Đó, cho nên là mình sẽ làm những cái món như thế nào này để mình ăn buổi tối ha. Ăn dặm vào buổi tối. Nhưng mà thường thường các bạn, người ta nói ăn vào buổi tối thì dạng là y như là sắp tới giờ đi ngủ mình ăn nữa đó, thì nó tiêu hóa rất là mệt á, cái bao tử á. Cho nên mình hạn chế ăn trễ vào buổi tối ha. Đó, thì nhưng mà mình thì rất hay thường xuyên ăn vậy các bạn. Nhưng mà đối với các bạn á, là mình các bạn đừng có ăn trễ quá ha. Rồi bây giờ thì cái này mình sẽ đem vô mình bỏ tủ lạnh để cho nó lạnh lạnh xíu rồi mình mới bắt đầu ăn ha. Thì bây giờ đó, bây giờ xong rồi đó. Ok, và chào tạm biệt các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Và nhớ subscribe cái kênh YouTube của Lubu nha, tức là đăng ký kênh đó các bạn. Thì mình sẽ làm những cái video mỗi ngày để cho các bạn cùng xem, và nhớ theo dõi cái kênh của mình nhé. Ok, bye bye, good night.